Ây chà, hôm nay Vân Trang rảnh rỗi dữ ta ơi. Chào Dr. Khỏe. Thì lâu lâu mình cũng phải tận hưởng không khí như thế này thì mình mới trẻ lâu được đó Dr. Khỏe à. Wow, toàn là dứa không vậy? Tại vì Vân Trang biết là Dr. Khỏe sẽ tới, thành ra là gọt sẵn dứa để mời Dr. Khỏe ăn đó. Chào Dr. Khỏe. Xin chào bạn dứa vàng ươm. Dạo này chị Vân Trang chăm chỉ ăn dứa để có một làn da đẹp đó Dr. Khỏe. Cái gì mà đẹp cho da và đẹp cho vóc dáng thì chị Vân Trang của em sẽ chăm chỉ ăn liền. Đúng vậy. Thứ nhất là phụ nữ thì nên ăn dứa thường xuyên. Thứ hai, vì hàm lượng vitamin C dồi dào trong dứa có thể bảo vệ làn da. Thứ ba là chống lại những tác động lão hóa từ ánh nắng mặt trời, làm giảm nếp nhăn. Uống một ly nước dứa mỗi ngày vừa giúp đẹp da, giảm stress và làm việc có hiệu quả hơn. Không những tốt cho sức khỏe của chị em phụ nữ, dứa còn là một lựa chọn tối ưu cho những người mắc các bệnh về tim mạch. Các bromelain trong cơ thể em giúp làm loãng máu, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, gây đột quỵ. Chị còn không biết đối với trẻ nhỏ thì dứa sẽ có tác dụng gì thưa Dr. Khỏe? Thứ nhất, trong dứa chứa rất nhiều vitamin, chất khoáng, giàu chất xơ, thúc đẩy quá trình phát triển cho trẻ. Thứ hai, vitamin C giúp răng chắc khỏe, beta-carotene và vitamin A tốt cho thị lực. Thứ ba, ngoài ra dứa chứa nhiều mangan tốt cho phát triển xương. Và cuối cùng, lượng enzyme có lợi cho quá trình tiêu hóa của trẻ. Tuy nhiên thì ăn dứa, ăn nhiều quá sẽ bị rát lưỡi đó. Có đúng vậy không Dr. Khỏe? Vì trong dứa có chứa chất bromelain rất tốt cho hệ tiêu hóa. Trong trường hợp chất này tiếp xúc với lớp da nhạy cảm trong và xung quanh miệng, nó sẽ phân hủy các protein gây ra cảm giác rất rát. Khi ăn sống dứa thì nên cắt nhỏ miếng dứa rồi ngâm vào nước muối nhạt chừng 10 phút để lại bỏ nấm độc, đồng thời ức chế enzyme phân giải protein khiến mọi người ăn không bị rát lưỡi. Như vậy thì không biết là chúng ta phải sử dụng dứa như thế nào thì mới phát huy được hết tác dụng của dứa. Bất kể thực phẩm nào cũng có mặt tốt và mặt xấu. Vì vậy, khi sử dụng phải chú ý cách thức cũng như liều lượng để bảo vệ sức khỏe. Nhưng những người bị bệnh chảy máu hoặc nguy cơ chảy máu không nên ăn dứa vì dứa có tác dụng làm loãng máu đó nha. Đối với những người bị mẫn cảm, dễ dị ứng thì nên ăn dứa đã qua xào nấu. Đặc biệt, với những mẹ bầu trong đầu thai kỳ, tuyệt đối không nên ăn dứa vì trong dứa có chứa chất gây hại cho sức khỏe của mẹ và bé. Wow, thông tin này rất là quan trọng đó nha. Tất cả mẹ bầu phải lưu ý là không được ăn dứa nhiều, bởi vì ăn dứa nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của bé cũng như là của mẹ. Mỗi chủ đề của chương trình Dr. Khỏe sẽ mang đến cho quý vị khán giả nhiều kiến thức bổ ích về tác dụng của các loại rau, củ, trái cây để làm phong phú thêm cho bữa cơm gia đình cũng như bảo vệ sức khỏe cho cả nhà. Vì vậy, đừng bỏ lỡ chương trình nào nha các bạn. Còn bây giờ thì Vân Trang, Dr. Khỏe và dứa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Tạm biệt mọi người. Xin chào.